bánh tốt nước. Cho em quay giới thiệu chút xíu nha chị. Mà cái này chị bán giá là sao? Bánh lớn bán giá là sao? Ở đây chị đang làm cái món bánh khọt của Việt. Bánh khọt nhưng mà hải sản, không còn hải sản. Nhìn hấp dẫn ngon ha. Hồi nãy em đi chơi thì nói là khác nhau. Và cái tiệm đậu phòng này là thấy đông khách nhất hồi nãy giờ. Xin chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV tối ngày hôm nay nha. Quý vị thân mến, tối hôm nay chúng ta đang có mặt tại chợ đêm Phú Quốc quý vị ạ. Quý vị đang nhìn thấy ở phía bên kia đường ha. Đây là một trong những ngôi chợ địa phương quý vị, mà những ai đến Phú Quốc thì chúng ta nghĩ cũng phải đều ghé một lần ở nơi đây. Thì tối hôm nay chúng ta sẽ cùng với quý vị đi tham quan để xem thử chợ đêm Phú Quốc hiện tại như thế nào và bán những mặt hàng gì nhé quý vị. Đó. Khách hiện tại thì rất là đông, tại vì tối nay là tối Chủ nhật đó. Bây giờ là khoảng 9 giờ tối. Hồi nãy thì Phú Ta gửi xe ở bên đây nè quý vị. Ở bên đây đi vào khoảng 20m thôi sẽ có cổng trường tiểu học Dương Đông 1. Thì Phú Ta gửi ở trong đó. Rồi, còn bây giờ sẽ mời quý vị cùng với Phú Ta đi vào trong chợ đêm Phú Quốc. Wow, ở bên đây có chị gái bán bánh thốt nốt. Cho em quay giới thiệu chút xíu nha chị. Dạ. Cho em quay giới thiệu chút xíu nha. Cho em quay phim giới thiệu chút xíu. Dạ, nhà quay đây. Nhìn đẹp quá. Đây bánh bò hả chị? Dạ, có hai loại hả? Cái này là hai loại, một loại là làm từ trái thốt nốt, còn một loại là làm từ nước thốt nốt. À, dạ. Cái này gọi là bánh bò, còn cái này gọi là bánh thốt nốt. Dạ. Mà cái này chị bán giá là sao? Bánh lớn thì bán giá là sao? Em bán 10.000 một cái, còn cái này là một ly 20.000 10 cái. À, ly 20.000 10 cái. Dạ. Nhìn ở dưới hơi khói bốc lên, nhìn nó ấm áp. Bánh anh chị, bánh bò thốt nốt anh chị ơi. Quý vị có đi vào đây thì bánh thốt nốt. Ở trên đây thì có bột bán, chuối hấp, da lợn. Chị lấy cho em một ly 20 đi. Dạ, một ly 20.000. 20 là 10 bánh. 20.000 10 cái không ạ? Dạ. Tại vì mình ăn tối xong rồi á, ăn cái này được. Hấp dẫn vậy đó. 20.000 em thấy em lại 480. Dạ. Rồi 300 anh. 400. Cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt nha. Cảm ơn nhiều anh. Ở cô ta vừa mới mua bánh ở bên đó quý vị. Thì kế bên đây có một tiệm đậu phộng nè. Tiệm này lớn quý vị hả? Lớn. Bên đây là quầy hải sản tự chọn. Trời ơi, quá trời hải sản luôn quý vị ơi. Cơm chiên, mì xào hải sản, gọi cái tích 20.000 quý vị ạ. Ở đây cũng có thêm một mẹt bán bánh bò thốt nốt đó nè. Và nhìn cái nào thì cũng ngon. Đẹp hả? Đây cũng vậy nữa nè. Đây cũng mẹt bánh bò thốt nốt nữa. Ngoài cái mẹt bánh bò thốt nốt nhiều ra thì ta thấy có bánh kem cuồng. Xe kem cuồng cũng nhiều. Tiếp tục là một xe hải sản.
Cảm ơn. Tại vì ở trong đây có nhạc quý vị, nên chắc là có mấy đoạn mà Phô Tha sẽ tắt âm thanh hoặc là Phô Tha sẽ lồng một cái nhạc của YouTube vào quý vị. Tại vì quý vị biết đó, nhạc thì YouTube nó đánh bản quyền rất là mạnh, dính nhạc. Ở đây có ốc nhồi quý vị. Ngoài ra thì có khoai tây lóc xoáy. Đây nhân viên đấy nhiều. Cho em thử là phòng rang cho chùa anh chị. Cảm ơn anh. Đây là miền Phú Mai á, à. Em nhiều vị chứ. Mà không ngọt, chúng ta có. Cảm ơn anh. Ở đây hình như là những cái gian mà đầu phòng này nè quý vị. Hình như là một trụ hay sao mà nhiều chi nhánh hay sao á. Người ta thấy giống nhau lắm. Đây luôn. Có rồi. Hai quầy khác nhau hả? À vậy hả? À rồi, cảm ơn nha. Có vợ chưa? Có rồi, có vợ rồi nè. Rồi, cảm ơn. Đây bên đây cũng là kem cuộn Thái Lan. Cũng là đồ phộng nha quý vị, nhưng mà hình như là hồi nãy cô ta nói nhầm. Nhìn thì nó hao giống nhau, nhưng mà thật ra thì hồi nãy em trai kia nói là khác nhau. Và cái tiệm đậu phòng này là cô ta thấy đông khách nhất hồi nãy giờ này. Mấy anh trai ở đây làm kem nghe vui tai quý vị. Đây là trái cây. Hình như càng đi vào sâu thì có thấy khách càng đông. Mấy em trai làm kem cuộn Thái Lan kiểu giống như là đang mời gọi khách đó quý vị. Ngoài ra thì không thể nào thiếu mực khô, tôm khô quý vị ạ. Tiêu cũng là đặc sản của Phú Quốc quý vị ạ. Tiêu Phú Quốc cũng thơm ngon và nổi tiếng lắm. Cái tiệm này thì cái gì cũng có quý vị ạ. Giống như là đồ lưu niệm á, trang sức, ngọc trai, đồ chơi, cái gì cũng có hết quý vị ạ. Bánh tráng trộn 30k. Tôn Ngộ Không kìa. Tôn Ngộ Không không đi thỉnh kinh mà đi vào đây. Bên đây là thấy có một cái tiệm hải sản cũng lớn này. Hải sản tươi sống Huy Bảo. Wow. Này thấy ở đây chị đang làm cái món bánh khọt quý vị ạ. Bánh khọt nhưng mà hải sản á, bánh khọt hải sản. Nhìn hấp dẫn ngon ha.
bánh tráng nướng nè. Bánh tráng nướng vậy, thơm lừng luôn à. Quá trời gian hàng luôn vậy, món gì cũng có. Chỉ là sợ không có khách thôi, chứ món gì cũng có cả. Khách du lịch nước ngoài bên Phú Quốc cũng đông. Bên đây là những chiếc giò sắp tay quý vị. Đây thì đặc biệt cho các chị em phụ nữ, những chiếc áo dài, nón dùng để đi biển á. Dài lắm quý vị ạ. Chợ đêm Phú Quốc tới dài, nhiều gian hàng. Đây là dừa nước, dừa sáp. Dừa sáp. Hình như sắp hết rồi. Sắp hết rồi quý vị. À bên đây có cà na. Rồi quý vị ơi, Phô Tha vừa mới đi dạo một vòng chợ đêm Phú Quốc nha. Theo như ghi nhận của Phô Tha vào tối Chủ nhật nha. Nãy là Phô Tha đứng ở đầu cổng mà kia bắt đầu quay là lúc 9 giờ. Bây giờ là 9 giờ 25 rồi, thì tối hôm nay là tối Chủ nhật. Thì Phô Tha thấy ở đây có rất nhiều gian hàng. Món gì cũng có, đặc biệt là trang sức nè, cũng như là bánh bò và kem cuộn là bán nhiều nhất. Tiếp theo đó là hải sản. Thì quá trời luôn, cái gì cũng có quý vị ạ. Tuy nhiên thì cái lượng khách mà tối hôm nay Phô Tha ghi nhận thì không có đông. Không có đông thì đi nó rộng rãi, thoải mái, mát mẻ. Và đi cũng nhanh nữa. Tại Phô Tha không ăn gì cả, chỉ mua cái bánh bò thôi. Tại vì hồi tối Phô Tha ăn tối rồi nên vào đây đi dạo quý vị. Nên không ăn nên quay cũng nhanh. Nếu mà quý vị có đi đến Phú Quốc thì Phô Tha nghĩ rằng quý vị nên trải nghiệm ở đây một lần xem sao ha. Bữa tối thì đây đông vui, nhiều món ăn. Rồi bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Đây, ra cái cổng mà hồi nãy Phô Tha đứng rồi này. Đó quý vị, hồi nãy Phô Tha vừa mới đi ra cổng bên đây này. Đó. Đi vào thì đi bên đây. Rồi, cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Vina TV nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị nhấn like, share đăng ký kênh để ủng hộ cho Vina TV. Cảm ơn quý vị, bye bye và hẹn gặp lại.